Mình triển khai dự án Celesta 2 là giai đoạn thứ hai của dự án hệ thống dự án Celesta tại khu vực phía Nam, đặc biệt là khu vực Nhà Bè ở dọc đường Nguyễn Hữu Thọ. Thì trước khi đi vào thông tin dự án thì mình chia sẻ một số cái thông tin nổi bật về cơ sở hạ tầng và tiềm năng phát triển của Nhà Bè để các anh chị kinh doanh có thể giới thiệu đến khách hàng của mình một cách chi tiết hơn. Đầu tiên là mình nói đến cái hầm chui Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ, là cái hầm ngay ngã tư này thì đã khởi công vào tháng 4 năm 2020 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Thì đối với cái công trình này thì mọi người có thể là đi ngang qua thường xuyên thì thấy được cái tiến độ triển khai rất là tốt và nhanh. Thì hiện tại công trình là đang triển khai rất đúng tiến độ. Thì hiện có theo dõi trên các cái kênh truyền thông cũng như cập nhật xây dựng của công trình, và hiện xin được mượn cái thông tin của báo Lao Động để cập nhật cái thông tin về tiến độ xây dựng của hầm chui Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ cho các anh chị các bạn có thể nắm. Thì cái đây là tiến độ xây dựng được cập nhật vào ngày 6 tháng 5 năm 2021, là cách đây một tháng nữa ha, thì mọi người có thể hình dung được cái tiến độ của công trình như thế nào. Thì mời tất cả các anh chị và các bạn mình cùng theo dõi một cái đoạn video. Dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng. Dự án xây dựng với tổng chiều dài mỗi nhánh hầm là 456 m, mặt cắt ngang đảm bảo 3 làn xe. Phần hầm kính của mỗi hầm dài 98 m, trong đó có hầm kính vượt tuyến metro số 4 dài 40 m. Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, trưởng ban điều hành dự án đường bộ 4 cho biết, tổng thể toàn công trình hiện đã thi công được khoảng 21% khối lượng và nhánh hầm thứ nhất, nhánh hướng từ khu chế xuất Tân Thuận đi về huyện Bình Chánh đã được khoảng 42%, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, nhánh còn lại vào cuối năm sau 2022. Thì hiện nay chúng tôi đang thi công cái nhánh hầm từ phía khu chế xuất Tân Thuận đi về các tỉnh miền Tây. Và cái nhánh hầm còn lại là từ các tỉnh miền Tây đi về khu chế xuất Tân Thuận thì sẽ được thi công trong cuối năm nay. Về phía cái hầm thứ nhất là cũng đã thi công được khoảng 42% và tổng thể toàn công trình thì được 21%. Và hiện nay thì công nhân đang thi công các cái đốt hầm hở phía khu chế xuất Tân Thuận cũng như là đốt hầm kính K0 ở phía các tỉnh miền Tây. Thì hiện nay các đơn vị thi công đang tập trung triển khai những cái hạng mục khó nhất để dự kiến là cuối năm nay, Tết Nguyên Đán năm nay sẽ công trình sẽ về đích cái nhánh hầm thứ nhất và cuối năm sau thì sẽ về đích cái nhánh hầm thứ hai. Giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ là một trong những nút thắt kẹt xe lớn ở cửa ngõ phía Nam thành phố Hồ Chí Minh. Dự án khi hoàn thành giúp giảm giao cắt giữa các hướng đi qua nút giao, giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam và tạo thuận lợi cho xe từ đường Nguyễn Hữu Thọ ra tới cầu Kênh Tẻ vào trung tâm thành phố thông thoáng hơn. Đó là cái thông tin về tiến độ xây dựng của hầm chui Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ và được đi vào hoạt động vào cuối năm 2022. Thì cái nút giao thông này chỉ cách dự án Celesta của mình, Celesta 2 của mình là hơn 1 km dọc theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ. Thì khi cái hầm này hình thành và đi vào hoạt động, chắc chắn là dự án mình sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ cái công trình này. Thì giống như các anh chị các bạn mình cũng nghe cái câu là thông lộ thì thông thương, đúng không ạ? Thì khi mà thông lộ thì chắc chắn là cái giá trị thương mại nhà của cái những cái dự án ở trục đường Nguyễn Hữu Thọ, đặc biệt là dự án Celesta sẽ được cộng hưởng trực tiếp. Cho nên nếu khách hàng quyết định chọn mua trong thời điểm hiện nay để đón đầu cái công trình này thì đây là một cái thời điểm vàng để khách hàng mình lựa chọn đầu tư vào dự án Celesta 2. Và giống như cái video hồi nãy, nếu mọi người nghe kỹ ngay khúc đầu, cái tuyến hầm chui Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ cũng đã xây dựng và thiết kế một cái tuyến dành cho tuyến metro số 4 khi đi qua cái hầm chui này. Tuyến metro số 4 là tuyến sẽ đi trực tiếp ngang qua cái mặt ngang qua cái dự án Celesta.
thì tuyến metro số 4 được quy hoạch là dài 36,2 km, sẽ đi qua các quận là quận 12, Gò Vấp, Phú Nhuận và đi vô trung tâm thành phố là quận 3, quận 1. Từ đó đi về đến các cái quận phía nam, đó là quận 1, quận 4, quận 7 và Nhà Bè. Và một cái công trình hết sức trọng điểm nữa là cao tốc Bến Lức Long Thành với chiều dài là 57,09 km, sẽ kết nối các tỉnh Long An đến thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Thì khi cao tốc này hình thành, bây giờ hiện tại cao tốc đã đạt được tiến độ là 80, hoàn thành 80% rồi. Và dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2023. Thì thời điểm này là khi mà cao tốc đi vào hoạt động, cũng là thời điểm mà năm sau là 2024 thì dự án Celesta Heights cũng bàn giao cho khách hàng. Thì khi cái tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành này hoạt động, có nghĩa là sẽ giảm thiểu tối đa các cái lượng xe container cũng như xe tải lớn lưu thông trên cái tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ. Từ đó sẽ tạo giảm cái áp lực giao thông cho tuyến đường này và giảm bớt tiếng ồn cho các cái dự án nằm dọc cái mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ. Và bên cạnh những cái cơ sở hạ tầng trọng điểm của Nhà Bè, đây là ba cái điểm điểm hạ tầng rất là nổi bật, thì dự án Celesta Heights của mình là cái dự án mà đón đầu, tức là dự án trọng điểm tại cái vị trí ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, là hưởng lợi trực tiếp từ các tuyến giao thông, những cái cơ sở hạ tầng phát triển này. Và một thông tin hết sức quan trọng là trước giờ mình có nghe thông tin là Nhà Bè với mục tiêu lên quận năm 2025. Thì trong tháng 3 vừa rồi, theo cập nhật của các báo chí và theo cái định hướng phát triển của thành phố, thì các cái huyện là Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè sẽ dự kiến thành quận hoặc thành phố trực thuộc thành phố trước năm 2025. Trước năm 2025 ha, tức là thời gian sẽ được triển khai sớm hơn so với kế hoạch trước đây. Thì theo thông tin, giống như các anh chị các bạn mình có theo dõi cái thông tin thành phố Thủ Đức trong thời gian vừa qua, khi thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố là thành Thủ Đức là thành phố trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, thì các cái giá trị bất động sản của tại nằm tại khu vực Thủ Đức thì nó mang lại giá trị cao hơn rất là nhiều về cái giá trị giao dịch, tốc độ giao dịch. Và các cái dự án ở đây được hưởng lợi rất là lớn từ cái thông tin của thành phố là thành lập thành phố Thủ Đức. Thì cũng tương tự giống như Nhà Bè, vào trước 2025 thì mình cũng sẽ được hưởng khi mà thành phố chuyển Nhà Bè thành quận hoặc một cái thành phố trực thuộc thành phố. Thì để đón đầu các thông tin rất là tích cực như vậy và định hướng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cái nút giao thông cơ sở hạ tầng của khu vực phía Nam, chủ đầu tư Capitaland đón đầu cái xu thế đó thì đã có rất là nhiều quỹ đất, tức hợp tác rất là nhiều quỹ đất tại khu vực Nhà Bè, đặc biệt là trục đường Nguyễn Hữu Thọ. Thì như các anh chị các bạn có thấy trên hình ha, thì cái hướng bên phải là hướng về trung tâm quận nhất này, hướng bên trái là hướng về Nhà Bè. Thì dọc cái trục đường này, Capitaland phối hợp với Phú Long triển khai, mình công bố ba cái dự án cao tầng, dự án Celesta. Thì ở giữa là dự án Celesta Rise, thì mình đã công bố vào cuối năm vừa rồi. Thì chỉ trong vòng 6 tháng mình đã triển khai thành công gần 1.000 căn hộ, toàn bộ gần 1.000 căn hộ của dự án Celesta Rise chỉ trong vòng 6 tháng. Và để tiếp nối thành công của dự án Celesta Rise thì chủ đầu tư rất là vinh dự được giới thiệu giai đoạn thứ hai là Celesta Heights với cái định vị cao cấp hơn Celesta Rise. Và giai đoạn 3, sau khi mình triển khai thành công giai đoạn 2, mình sẽ công bố giai đoạn 3 cũng là Celesta, và hiện sẽ thông tin cái tên của dự án cũng như thông tin dự án sau khi mà mình triển khai xong cái giai đoạn 2. Và trong tháng 5 vừa rồi thì Capitaland và Phú Long cũng ký tiếp một cái hợp đồng hợp tác để phát triển một cái giai đoạn tiếp theo của Celesta. Mình chưa có đặt tên ha, thì trong bản đồ này mình không có vẽ, nhưng mà đây cái miếng đất bên cạnh Celesta 2 ở bên phía tay trái đây. Đó là dự án Celesta tiếp theo. Thì nó khác so với ba dự án Celesta trước là cái giai đoạn thứ tư là giai đoạn thấp tầng. Mình sẽ bố trí các cái căn shop house cũng như nhà phố ở khu vực này. Và mọi người thấy cái miếng đất ở phía giữa của Celesta Rise và Celesta 2, thì khu vực này cũng được là quy hoạch là khu vực thấp tầng. Thì cũng được bố trí những cái căn hộ thương mại, căn hộ shop house và căn hộ và nhà phố ở cái khu vực này.
Thì trước cái mặt tiền dự án Celesta 2 là khu biệt thự Galleria và nhìn xa là khu Phú Mỹ Hưng, và phía sau cũng được quy hoạch là khu thấp tầng. Thì có nghĩa là xung quanh bốn mặt của Celesta 2 đều là thấp tầng hết, thì đảm bảo tất cả các căn hộ của Celesta 2 là không bị lấp view, là sẽ có view rất là thông thoáng. Trước khi mà đi vào thông tin chi tiết của Celesta 2 thì hẹn mời các anh chị và các bạn mình cùng theo dõi một cái video. Video này ngắn nói về cái ý tưởng hình thành nên cái dự án Celesta 2. Thì giống như là cái video mọi người có thể thấy là đầu tiên mình nhìn thấy những cái mảng xanh của rừng đúng không ạ? Thì với cái ý tưởng là chủ đầu tư muốn mang lại một cái ý tưởng ngay từ đầu là mình hình thành một cái dự án là Jungle in the City, tức là tạo một cái khu rừng trong lòng thành phố. Mình đem tất cả những cái mảng xanh của khu rừng vào trên X. Trong khu rừng thì sẽ có những cái dòng suối rất là trong lành len lỏi giữa những cái cây xanh, thì mình đưa những cái dòng suối, những cái thác nước nhỏ đó vào những cái tiện ích của dự án mình. Hoặc là cái vẻ đẹp của khu rừng và sự trong lành của khu rừng là sau những cái trận mưa và có những cái cây nấm nó mọc lên ở trong rừng. Những đêm chủ đầu tư đã đem những cái nét đẹp, những cái chi tiết đó của những cái khu rừng nhiệt đới để đưa vào cái dự án của mình. Thì lát nữa Hiền sẽ chia sẻ rõ hơn là tại tất cả những cái ý tưởng concept cũng như đi đến hiện thực thiết kế của dự án. Thì từ cái ý tưởng đó thì chủ đầu tư mong muốn là mang lại một cái tổ ấm đích thực cho toàn cư dân khi mà các cư dân sinh sống tại dự án. Một tổ ấm đích thực là gì? Tức là hồi trước đến giờ mình có nói là dự án cao cấp hoặc là dự án rất là nhiều tiện ích hay sao đó, nhưng mà một cái tổ ấm đích thực là gì? Nó mang lại những cái gì cho cư dân? Thì hiện tại chia sẻ rõ hơn. Thì với một cái tổ ấm đích thực này thì có rất là nhiều không gian vui chơi cho trẻ em, những cái không gian sum vầy cho gia đình cũng như bạn bè, và đặc biệt tạo một cái không gian bình yên, an lành cho toàn bộ cư dân sinh sống tại đây. Một cái không gian mà dân cư có thể tận hưởng, chiêm ngưỡng tất cả các vẻ đẹp của tất cả các tiện ích. Và khi mà cư dân sống ở đây, họ rất là tự hào với nói chuyện với bạn bè rằng là mình đang là chủ sở hữu của một căn hộ tại Celesta 2, và họ có thể chiêm ngưỡng tất cả các vẻ đẹp ở đây. Và tại cái không gian này, dân cư có thể tận hưởng cùng với gia đình những cái người thân yêu nhất của mình, và một cái không gian để dẫn lối toàn cư dân đến sự thành công, sự thịnh vượng, cũng như dẫn lối về cái căn hộ, về một cái tổ ấm đích thực. Thì đó là cái ý tưởng ngay từ ban đầu của dự án. Với mình hình thành trên cái diện tích đất, cái miếng đất của dự án là 2,15 hectare, được bố trí thành 4 tháp và chỉ có 752 căn hộ thôi, cao 20 tầng. Và căn hộ mình được bố trí từ 1, 2, 3 phòng ngủ, và có một số căn hộ duplex, penthouse. Và những cái căn hộ mà mặt tiền, dọc mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ hoặc là mặt ngoài của các tháp thì mình bố trí gọi là căn hộ mặt tiền. Cụ thể hơn thì mọi người có thể thấy cái hình phối cảnh của dự án ha. Bên phía tay phải của Hiền là hướng về phía quận 1, bên phía tay trái là hướng Nhà Bè, và đây là mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ. Thì dọc đường mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ, tầng trệt và tầng 1 dự án mình sẽ bố trí các cái căn hộ mặt tiền gồm 37 căn. Trên khối đế tầng 2 là mình bố trí một cái sân vườn rất là rộng, liên thông tất cả các tháp, 4 tháp của tòa nhà. Tháp 1, tháp 2, tháp 3, tháp 4 liên thông hết, là một cái khu Sky Garden rất là rộng để cho các cái dân cư ở đây có thể tận hưởng các tiện ích.
Và đặc biệt các cái tiện ích sẽ nằm mặt sau của dự án ở tầng trệt ha, mặt sau 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 hai cái tòa tháp 2 và tháp 3. Này là nguyên cả cái phần phía sau mình dành cho tiện ích hết. Ở giữa ngay trung tâm của dự án mình bố trí một cái gọi là một cái clubhouse, được thiết kế theo ý tưởng là floating clubhouse, có nghĩa là clubhouse nổi trên không. Thì mọi người có thể nhìn thấy rõ là tầng 1 là nằm đây là tầng 1, ở dưới là ground floor là cái sảnh đón. Đây là tầng 1 của clubhouse. Tầng 2 là một cái tầng mở kết nối với toàn bộ cái sân vườn ở trên tầng 2 của bốn tòa tháp. Và tầng 3 sẽ được thiết kế nổi hoàn toàn lên phía trên để bố trí các cái phòng tập gym cho khu dân cư. Và trên clubhouse là tầng 5 thì mình cũng bố trí một cái sân vườn. Và như tất cả các dự án được phát triển bởi Keppel từ trước đến giờ, tại tầng 13 mình sẽ làm những cái khu vực Sky Garden. Và riêng đối với dự án Celesta Heights, cái Sky Garden này hết sức đặc biệt so với các dự án khác của Keppel Land phát triển. Đó là mình sẽ dành nhiều cái diện tích, tức là thay vì làm căn hộ thì mình sẽ làm dành nhiều cái, hầu như cái diện tích ở trên tầng 13 để mình làm cái khu vực Sky. Và riêng cái dự án Celesta 2 mình sẽ làm một cái cầu chân mây nối giữa hai cái khu vực Sky Garden này để tạo cho cái khu vực Sky Garden nó rộng rộng hẳn hơn, và một cái mình làm cái cầu kết nối ở giữa. Riêng tháp 1 và tháp 4 cũng có cái khu vực Sky Garden riêng của hai cái tháp này. Và các căn hộ ở trên tầng trên cùng và tầng 20 thì mình sẽ bố trí của tháp 2 và tháp 3, mình sẽ bố trí những cái căn duplex và penthouse. Riêng tháp 1 và tháp 4 là mình sẽ không có bố trí duplex và penthouse ha. Ở tháp 1 và tháp 4 mình có các căn hộ điển hình. Đó là cái phối cảnh và tổng thể của dự án. Thì một lần nữa thì Hiền con đi về cái vị trí hồi nãy Hiền cũng đã giới thiệu, dọc đường Nguyễn Hữu Thọ là mình bên phía tây, bên phía tây trái này là các cái dự án Celesta dọc Nguyễn Hữu Thọ. Và từ vị trí Celesta Heights đến cái giao lộ Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ chỉ hơn 1 km, chỉ hơn 1 km thôi. Và từ Celesta Heights kết nối với chợ Bến Thành là 8 km. Thì mọi người có thể hình dung với cái khoảng cách rất là tốt như vậy, thì từ dự án mình dân cư chỉ tốn khoảng 15 phút để kết nối vào trung tâm quận nhất. Và mọi người có thể thấy là đối với cái vị trí dự án rất là gần trung tâm thành phố như vậy, thì tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì quỹ đất rất là hiếm, để kiếm được một cái vị trí như vậy thực sự rất là khó. Cho nên đây là một cái điểm để mình có thể nói khách hàng, nếu mà khách hàng không có lựa chọn trong thời điểm này thì thực sự khách hàng cũng không có nhiều cơ hội để chọn những cái dự án với cái vị trí gần trung tâm quận nhất như và nhiều cái tiềm năng phát triển như dự án Celesta Heights. Và khu nhà mẫu dự án cũng đang được xây dựng là mình bố trí tại tòa nhà PV Gas. Mình sẽ xây 3 cái nhà mẫu, khu vực tiếp khách, khu vực xa bàn cũng như khu vực chào đón khách tại tòa nhà PV Gas ở vị trí này ha. Thì dự kiến nhà mẫu sẽ được hình thành và đi vào hoạt động vào đầu tháng 7. Thì lúc đó các anh chị em có các anh chị nhân viên kinh doanh mình có thể mời khách hàng đến tham quan. Và mình để khách hàng có thể hiểu rõ hơn về thông tin về dự án cũng như cảm nhận được cái vẻ đẹp của Celesta 2. Thì nhà mẫu cũng được thiết kế theo cái concept của dự án là Jungle in the City, rất là ấn tượng. Với cái vị trí như vậy thì chỉ trong vòng bán kính 10 phút dân cư rất là dễ dàng kết nối với các tiện ích xung quanh. Ví dụ như từ các trường học, trường mầm non cho đến đại học, từ trường công lập cho đến trường quốc tế, chỉ trong vòng bán kính 10 phút, dễ dàng kết nối với các cái trung tâm thương mại, siêu thị cũng như là các hệ thống bệnh viện. Và ở trên đây hình để 25 phút đến quận 1 là hình để cái thời điểm cao điểm cũng như là di chuyển bằng xe hơi thì có thể tốn thời gian hơn là khoảng 25 phút. Nhưng thực ra các bạn đi xe máy, các dân cư đi xe máy thì hết khoảng 15 phút thôi. Thì đây là tiện ích ngoại khu của dự án ha. Thì Hiền sẽ đi tiếp theo là tiện ích nội khu. Thì như chia sẻ từ ban đầu với cái thiết kế là một cái khu rừng trong lòng thành phố, thì tất cả các tiện ích của dự án được phủ xanh một cách rất là tỉ mỉ. Từ cái tầng trệt, đây là cái tầng mà tầng trệt phía sau của dự án là mình bố trí tất cả các tiện ích nằm dọc
cái chiều dài 150 mét của cái dự án của mình. Tầng 2, tầng 5, tầng 13 là cũng được phủ xanh. Thì tất cả cái hệ thống cây xanh này được lựa chọn là có chức năng lọc không khí, từ đó tạo nên một cái hệ thống cảnh quan lọc không khí cho toàn bộ dự án, giống như tạo nên một cái máy lọc không khí khổng lồ, tạo nên một cái không gian sinh sống rất là trong lành cho toàn bộ cư dân sinh sống ở đây. Và đây là một cái điểm mà Hiền xin giới thiệu những cái điểm mà thực sự các cái dự án tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như một các dự án tại Việt Nam hầu như là chưa có những cái tiện ích này. Cái thứ hai là cái khu vực hồ bơi, thông thường là các chủ đầu tư sẽ làm dự án mới hiện nay thì làm sẽ theo cái tiêu chuẩn Olympic, hồ bơi Olympic 50 mét. Riêng Celesta 2 thì hồ bơi mình dài đến 63 mét. Và kết hợp với khu phức hợp thể thao dưới nước 2.500 mét vuông, cái hồ bơi chính của mình dài 63 mét, mình được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng và xung quanh mình bố trí những cái chòi thư giãn cũng như những cái võng nằm thư giãn và bố trí những cái thác nước bên cạnh những cái khu nghỉ ngơi thư giãn ở đây. Và tất cả cái hồ bơi xung quanh đều được phủ xanh giống như những cái dòng sông, dòng suối ở trong khu rừng. Và cái hồ bơi này sẽ kết hợp với khu phức hợp thể dục thể thao dưới nước. Thì cái khu phức hợp thể dục thể thao dưới nước thì đây là một cái góc của khu phức hợp thể dục thể thao dưới nước. Thì thay vì dân cư có thể tập thể dục ở trong cái phòng tập gym nè, hoặc là mình tập các cái máy thể dục ở ngoài trời, chủ đầu tư sẽ bố trí những cái máy chạy bộ hoặc máy đạp xe hoặc những cái dụng cụ thể dục thể thao ở dưới nước để mình có thể vừa bơi lội vừa enjoy tập thể dục để nâng cao sức khỏe như cái hình này ha. Hồi nãy coi clip mọi người thấy hình ảnh những cái dòng suối ở trong rừng đúng không ạ? Thì lấy từ cái ý tưởng đó thì chủ đầu tư thiết kế một cái khu mình gọi là private jacuzzi, tức là khu thư giãn thủy lực dành cho gia đình. Đối với khu private jacuzzi này, mình sẽ được sử dụng riêng cho từng gia đình, và khi sử dụng thì dân cư ở đây sẽ book với ban quản lý. Cái khu private jacuzzi được thiết kế như những dòng suối trong veo lên lõi giữa những cái tán rừng xanh và được đưa nước vào những cái hồ như vậy. Và xung quanh được trồng phủ xanh từ những cái loại cây thấp, cây trung cho cây cao để phủ xanh toàn bộ cái khu vực này. Và những cái chòi jacuzzi này được thiết kế như những cây nấm mọc lên trong rừng sau những cái cơn mưa. Thì khi mà gia đình tận hưởng ở trong cái khu jacuzzi, trong những cái hồ jacuzzi như vậy, thì mình có thể vừa thư giãn, vừa hít thở không khí trong lành, tận hưởng những cái mảng xanh mát của dự án. Đặc biệt là dự án rất là chú trọng đến những tiện ích dành riêng cho trẻ em. Và khi thiết kế là chủ đầu tư làm việc với các đơn vị uy tín và đi đến cái mục đích là khi dân cư về sử dụng, thì những cái tiện ích sẽ mang đến cái sự tiện nghi, tiện lợi như thế nào. Thì đầu tiên Hiền muốn nói đến cái điểm khác biệt là dự án Celesta 2 sẽ bố trí cái trạm xe buýt dành riêng cho cư dân. Trạm xe buýt đưa đón học sinh dành riêng cho cư dân. Thì thông thường bây giờ các cái dự án mà hình thành hoặc là dự án mới sau này, thì khi mà các xe buýt trường học mà đưa đón trẻ em thì sẽ dừng ở ngay cái sảnh chính. Mà sảnh chính trong những cái giờ cao điểm thì rất là nhiều phương tiện lưu thông trên đó. Từ đó không có đảm bảo được sự an toàn cho trẻ. Thì từ cái nhu cầu thực tế như vậy, chủ đầu tư đã bố trí một cái trạm xe buýt dành riêng cho trẻ em. Thì khi mà đến cái giờ đưa đón ở trên trạm xe buýt đó sẽ bố trí cái điểm dừng, điểm chờ dành cho phụ huynh để đảm bảo cái tính thuận lợi cho phụ huynh cũng như đảm bảo an toàn cho tất cả những cái đứa trẻ khi sử dụng cái dịch vụ xe buýt của trường. Và tại dự án mình cũng theo cái ý tưởng ngay ban đầu, thay vì những cái khu vui chơi nước, hồ bơi trẻ em, thì mình sẽ bố trí theo một cái ý tưởng là công viên nước rừng xanh,
và mình khu vui chơi mình sẽ bố trí giống như một cái khu rừng kỳ thú để cho các trẻ em có thể tự do khám phá. Mình bố trí các cái phòng chơi nhà cây trong nhà, các cái khu thư giãn ở trên các cái tầng Sky Garden cũng như các cái sân chơi trên không. Thì cụ thể ví dụ như đây là một trong những cái đặc điểm, những tiện ích rất là nổi bật của dự án là mình làm một cái khu công viên nước rừng xanh cho toàn bộ trẻ em. Thì mình thiết kế giống như là một cái khu vực để cho những đứa trẻ có thể khám phá một cái khu rừng, từ cái khu rừng nhiệt đới như là những cái thác nước trong khu rừng đấy ha. Những cái thác nước thì trẻ trẻ con có thể tự do nô đùa dưới những cái thác nước này. Và mình bố trí những cái nhà trên cây kết hợp những cái trò chơi và những cái cầu tuột, giống như để trẻ con có thể khám phá trèo lên những cái nhà trên cây. Và cái thảm động thực vật ở trong rừng xanh mình cũng đưa vào trong cái công viên nước nước này, ví dụ những chú ốc sên rất là vui nhộn. Và tất cả những cái tiện ích này được phủ xanh bởi hệ thống cây xanh, thì trẻ con có thể khi mà vui chơi ở đây thì cảm giác như là một cái khám phá thú vị. Những đứa trẻ đang khám phá tất cả những cái thảm động thực vật ở trong rừng, từ đó có thể phát triển một cách tự nhiên nhất. Và điểm thứ hai dành cho trẻ em là một cái khu rừng kỳ thú, không đơn thuần là một cái sân chơi trẻ em. Khu rừng kỳ thú này mình được thiết kế từ ý tưởng là tổ kiến. Thì từ cái tổ kiến là mình đưa những cái tổ kiến mình làm thành những cái nhà cây như vậy. Và cái cầu thang trèo lên thì những đứa trẻ sẽ chui vào những cái bụng con kiến như vậy ha, và lên khám phá cái tổ kiến ở trên cây, kết hợp những cái trò chơi vận động cầu tuột từ trên cái nhà cây xuống. Và bên phải là một cái hình ảnh rất là thân thuộc đối với những đứa trẻ, đặc biệt những đứa trẻ mầm non 4 5 tuổi. Thì khi đi học thì đứa trẻ nào cũng thích câu chuyện là con sâu bướm đúng không ạ? Đó là câu chuyện con sâu bướm caterpillar. Thì lấy cái ý tưởng từ từ con sâu bướm caterpillar đó, chủ đầu tư đưa vô một cái trò chơi vận động cho trẻ để trẻ có thể chui vào trong cái bụng con caterpillar này để khám phá vui chơi trong cái khu vực này. Và tất cả các khu vực vui chơi của trẻ em, bên cạnh tất cả các khu vực vui chơi của trẻ em, chủ đầu tư cũng bố trí những cái khu vực thư giãn dành cho bố mẹ. Thì khi những đứa trẻ con của mình vui chơi trong đây, người lớn có thể ngồi ngồi gần đó trong những cái chòi thư giãn để quan sát những đứa con của mình vui chơi nô đùa, đồng thời cũng có thể thư giãn nói chuyện với những người hàng xóm của mình. Và trên tầng Sky Garden tầng 2 và tầng 5, mình bố trí rất là nhiều khu vực xích đu cho trẻ ha, thì trẻ con nào hoặc đứa nào cũng thích xích đu hết. Và chủ đầu tư còn bố trí những cái khu vực ngồi thư giãn cho người lớn và những cái khu vực vui chơi cho trẻ con. Không đơn thuần là ví dụ như những cái cột đi, mình sẽ thiết kế theo cái concept là khu rừng, thì không đơn thuần là mình để những cái cột ở đây, mà từ những cái cột chủ đầu tư thiết kế là những cái gốc cây cổ thụ. Và những cái đèn thì thay vì hệ thống đèn sáng thì mình sẽ làm một cái hệ thống tán cây cổ thụ ở trên những cái gốc cây như vậy để chiếu sáng xuống phía dưới. Thì với cái concept như vậy thì trẻ con nô đùa thì tưởng tượng giống như là mình đang chơi xích đu nô đùa với những cái tán cây khổng lồ. Đây là cái khu vực clubhouse nổi, mình gọi là floating clubhouse. Đây là tầng 1 của khu vực clubhouse ha. Thì là bố trí các cái phòng giống như phòng sinh hoạt, phòng phòng đa năng, phòng chơi trẻ em, karaoke, phòng chiếu phim, những cái phòng chức năng ở trong đây. Và trên tầng 2 sẽ là khu vực mở, không gian mở liên thông với toàn bộ các khu vực Sky Garden tầng 2. Và tầng 3 sẽ được làm nổi lên bố trí phòng tập gym ở trên đây cho toàn bộ cư dân. Và phòng tập gym mình được gọi là phòng tập gym 24/7. Có nghĩa là phòng tập gym này sẽ mở cửa tất cả các ngày và tất cả các ngày trong tuần và tất cả các giờ trong ngày để phục vụ cho khu cư dân. Đây là cái lối vào sảnh chính dọc trục đường Nguyễn Hữu Thọ. Thì đây là cái điểm drop off. Thì khi đi vào đây thì mình sẽ tiếp cận với cái sảnh chính của dự án, sẽ nằm ở cái tầng trệt ở khu vực này, và xung quanh là những cái căn hộ mặt tiền. Bên cạnh là những cái căn hộ mặt tiền. Đây là cái thiết kế của sảnh chính của dự án. Thứ nhất là cái sảnh chính được thiết kế rất là rộng và thông thoáng. Chiều cao trần của cái khu vực này là tầng trệt của toàn bộ dự án ha, là 4 mét 2.
cho nên đảm bảo cái sự thông thoáng cũng như cái sự sang trọng. Thì với mình thiết kế giống như là một cái sảnh đón của khu resort 5 sao. Khi mà cư dân dừng xe và đi vào đây, có khu vực chào đón khách, khu vực ngồi chờ. Và cái sảnh chính này sẽ kết nối với mặt sau của, tức là phía sau, là tất cả các tiện ích hồ bơi cũng như những cái khu tiện ích của dự án thì giống như nãy giờ mình có giới thiệu. Tuy nhiên là khi mà cư dân sinh sống ở đây thì thông thường là khi mà đi về thì cư dân sẽ đậu xe dưới hầm đúng không ạ? Chứ ít khi mà ai mà đậu xe dưới hầm rồi mới lên sảnh chính để lên căn hộ. Thường là cư dân sẽ đậu xe dưới hầm và vào cái sảnh thang máy ở dưới hầm. Thì chính nhờ cái, tức là nghiên cứu kỹ đến cái công năng sử dụng, thì ngay mỗi hầm, tầng hầm của mỗi tòa tháp cũng sẽ có cái sảnh chờ và cái sảnh thang máy được thiết kế rất là hiện đại như thế này, để tạo khi mà cư dân bước vào từ ngay cái tầng hầm đậu xe, cảm thấy được rất là thoải mái, thư giãn, và từ đó đi vào cái sảnh thang máy để đi bước vào cái căn hộ của mình. Và một điểm hết sức là thú vị nữa là bên cạnh mỗi cái sảnh tầng hầm của mỗi tòa tháp, chủ đầu tư bố trí một cái sảnh chờ dành riêng cho việc giao hàng. Với cái cuộc sống hiện đại bây giờ, đặc biệt là trong mùa dịch, thì chắc không có ai mà không có đặt hàng GrabFoodNow rồi delivery rồi các cái mua sắm online liên tục đúng không ạ? Thì dựa trên cái nhu cầu đó thì bên cạnh cái sảnh chờ của khu thang máy của mỗi tòa tháp thì mình sẽ bố trí một cái sảnh chờ riêng dành cho khu giao hàng, được thiết kế như trong hình vẽ lấy concept từ những cây xanh của những khu rừng nhiệt đới, đưa vào cái sảnh chờ này bố trí những cái ghế chờ dành cho cư dân cũng như những cái đơn vị giao hàng họ đến, họ có thể giao cho cư dân của mình. Và một đặc điểm nữa, thì bây giờ cái hình thức mua sắm online rất là phổ biến. Nếu mà trong trường hợp cư dân đó, họ đi làm, không có ai ở nhà để nhận hàng, thì chủ đầu tư cũng bố trí những cái locker với nhiều cái kích thước khác nhau. Thì đối với những locker này, nếu mà cư dân không có ở nhà thì mình có thể book với ban quản lý để khi nhận hàng thì ban quản lý có thể đặt những cái mặt hàng của mình vào cái tủ locker. Thì khi mà cư dân đi về thì mình sẽ dùng mã số để mình nhận cái những cái mặt hàng đó mình đem lên căn hộ của mình. Thì những cái điều đó làm khi mà thiết kế thì chủ đầu tư nghĩ rất nhiều đến cái công năng sử dụng cho toàn bộ cư dân, để tạo cho cư dân một cách thoải mái nhất, thuận tiện nhất. Không những cái tiện ích mang lại đẳng cấp giá trị, mà những cái tiện ích phải mang tính chất sử dụng cao, mang cái tính chất tiện nghi cao. Đó là những cái ý tưởng ngay từ ban đầu chủ đầu tư đưa đến cho các đơn vị thiết kế, và các đơn vị thiết kế đã đưa ra những cái thiết kế rất là phù hợp và thuận tiện cho cư dân. Đó là những cái đặc điểm mà hầu những cái tiện ích mà các cái dự án khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam là hầu như là chưa có. Còn những cái tiện ích khác thì hiện sẽ đi qua những cái tiện ích nổi bật ha. Ví dụ như là tại nhà câu lạc bộ tầng 1 thì mình bố trí cái phòng chơi nhạc cây cho toàn bộ trẻ em, cho trẻ em ở đây. Đây là cái phòng chơi trong nhà cũng được thiết kế rất là xanh mát và được thông thoáng, với khu được nhìn xuống khi vui chơi ở trong đây, trẻ con có thể nhìn xuống toàn bộ cái khu tiện ích cũng như cây xanh ở phía khu bên ngoài. Phòng giải trí, đây là một cái phòng dành riêng cho cư dân khi mà họ muốn tổ chức những cái bữa tiệc sang trọng, mời bạn bè đến dùng bữa tại cái căn hộ của mình. Thì thay vì là mình mời khách lên căn hộ thì mình có thể book cái phòng này, được thiết kế rất là sang trọng, đầy đủ các cái trang thiết bị để cư dân có thể làm những cái bữa tiệc dành riêng cho khách mời của mình ở tại tầng 1 của Clubhouse. Và sau khi ăn uống, mình có thể book cái phòng hát karaoke cùng với bạn bè, hoặc là mình có thể book phòng này để mình xem những cái bộ phim yêu thích cùng gia đình, là phòng karaoke và chiếu phim. Đó, tại Clubhouse tầng 1 mình bố trí một cái phòng đa năng, hoặc là mình có thể dùng chức năng tập yoga hoặc là phòng tập đa năng, thì được thiết kế một cách hiện đại hơn. Và trên tầng 3 của Clubhouse mình bố trí một cái phòng tập gym 24/7. Phòng tập gym cũng được thiết kế theo concept là đưa cây vào trong cái phòng tập. Thì mọi người có thể thấy đây ha, thay vì cái cây giống như cái khu vực xích đu, thì cái cây ở trong phòng tập gym nó hiện đại hơn. Từ cái cột, cái hệ thống đèn led sẽ chạy dọc theo, và cái tán cây
cái hệ thống đèn LED sẽ đi dọc theo cái tán cây để chiếu sáng cho cái phòng tập gym. À, đây là một cái phần, một cái hình phối cảnh của khu tầng 2, khu sân vườn tầng 2. À, trên cái khu sân vườn do diện tích rất là rộng cho nên mình bố trí rất là nhiều cái khu vực vui chơi dành cho trẻ em khác, à, khu vực thư giãn dành cho người lớn cũng như các cái khu vực đi bộ, cảnh quan xuyên suốt bốn cái dự án. Tại chiều dài của mình, chiều dài cái miếng đất của mình là gần 400 mét lận, cho nên cái sân vườn này sẽ kết nối hết tất cả các tòa tháp và bố trí rất là nhiều mảng xanh. Thì ngoài cái việc tận hưởng cái tiện ích ở tầng trệt, cư dân có thể tận hưởng cái tiện ích ở tầng 2 như vậy. À, đây là cái khu Sky Garden ở tầng 5, là trên mái của Clubhouse. Và hồi nãy mình cũng đã giới thiệu một cái khu Sky Garden ở trên cao là tầng 13 của dự án. Đặc biệt là ở trên mái của tầng 5, tại cái khu vực này, mình sẽ có một cái hệ thống đèn LED chiếu sáng lên cái trần của cái cầu chân mây, cái khu vực Sky Garden này, để tạo nên những cái bữa tiệc ánh sáng rất là thú vị cho toàn bộ cư dân. Thì ban quản lý dự án sẽ quản lý những cái này, ví dụ như những cái dịp đặc biệt, giao thừa hoặc là 1 tháng 6, hoặc là giả sử Việt Nam mà thắng World Cup hay gì đó thì mình có thể, ban quản lý có thể tổ chức những cái bữa tiệc ánh sáng ở khu vực này. Và trên cái khu vực Sky Garden do diện tích cũng khá là lớn cho nên chủ đầu tư bố trí một cái khu vực vườn yoga chân mây. Khi những cái tức là những người nào mà tập yoga thì họ rất là thích tập ngoài trời, đặc biệt là những cái không khí trong lành, và nếu mà trên cao như vậy có thể phóng tầm nhìn ra xa. Thì chủ đầu tư đã bố trí một cái khu vực là vườn yoga chân mây, được bố trí cái hệ thống ở đây mình trồng chủ yếu là cây trúc, hay mình còn gọi là bamboo yoga desk. Thì khi mà tập yoga đây có thể tận hưởng không khí từ những cái cây xanh mang lại và có thể nhìn tầm mắt ra xa. Đối với căn hộ thì mình sẽ có hai loại căn hộ, là căn hộ hoàn thiện, mình bàn giao căn hộ hoàn thiện và bàn giao căn hộ thô. Bàn giao căn hộ hoàn thiện thì khi mà cư dân lựa chọn cái phương án này, mình có hai cái lựa chọn cho cư dân, đó là hoàn thiện theo tông màu ấm hoặc hoàn thiện theo tông màu lạnh. Thì trong hình đây là cái hình render của nhà mẫu 3 phòng ngủ ha, theo cái tông màu ấm. Thì mọi người có thể nhìn thấy là ví dụ như là những cái tông màu của những cái vật dụng bàn giao, ví dụ tủ, kệ bếp, cái gạch bếp, tất cả cái mặt bếp, cái sàn gạch cũng như vô trong phòng ngủ thì có sàn gỗ và tất cả trang thiết bị vệ sinh trong toilet thì theo một cái tông màu ấm dành cho những cư dân mà họ thích sự sang trọng, cư dân có tuổi một chút xíu thích sự sang trọng và ấm cúng thì cư dân có thể chọn theo hoàn thiện theo cái tông màu này. Còn đối với những cư dân mà trẻ hơn, năng động hơn, thích phong cách hiện đại hơn thì cư dân có thể chọn theo tông màu lạnh. Ha, thì những cái trang thiết bị mọi người có thể thấy ha, đây là cái hình ảnh cái tủ kệ bếp với một cái tông màu cũng khác, cái gạch mình cũng làm sáng hơn cũng như là màu gỗ trong phòng, và cái màu của trang thiết bị toilet thì cũng mang phong cách hiện đại hơn, sáng hơn. Thì đây là hai cái căn nhà mẫu mình sẽ làm tại dự án, là căn hộ 3 phòng ngủ là theo tông màu ấm và 2 phòng ngủ là theo tông màu lạnh. Thì đầu tháng 7 mình sẽ dự kiến khai trương nhà mẫu để khách hàng có thể tham quan, và khi tham quan thì họ có thể nhìn thấy tất cả những cái vật liệu bàn giao cũng như màu sắc bàn giao trong căn hộ để khách hàng có thể lựa chọn theo cái sở thích của mình, chứ mình không có bàn giao tất cả các căn hộ là cùng một cái style như vậy á, thì không có thể hiện được cái cá tính của từng cái của căn hộ ở đây. Còn nhà mẫu mình sẽ làm theo thêm một căn nữa gọi là freestyle, dành cho những khách hàng mà họ mua thô thì họ có thể tự do họ làm theo cái phong cách của mình. Đó là căn hộ nhà mẫu thứ ba. Giống như hồi nãy mình có giới thiệu thì mình sẽ có loại căn hộ hoàn thiện là tại tháp 1, căn hộ thô là tại tháp 2, tháp 3 và tháp 4. Với cái cơ cấu căn hộ là mình có 1, 2 và 3 phòng ngủ. Thì một phòng ngủ là khoảng 50 mét vuông, 2 phòng ngủ là diện tích từ 82 đến 88, 3 phòng ngủ là 117 mét. Và duplex penthouse là trên tòa tháp số 2 và số 3. Thì mình sẽ bố trí một số căn duplex penthouse cũng như căn hộ mặt tiền diện tích sẽ là 130 đến 240 mét vuông. Thì các anh chị các bạn lưu ý giúp Hiền ha, thì do mình có căn hộ một phòng ngủ, tuy nhiên cái số lượng căn hộ một phòng ngủ rất là ít, chỉ được bố trí tại tháp 4 thôi,
là căn hộ một phòng ngủ chỉ có tháp 4 thôi, khoảng hơn 30 căn thôi, cho nên cái số lượng rất là giới hạn. Mà chủ yếu mình sẽ bố trí căn hộ 2 và 3 phòng ngủ. Thì các anh chị, các bạn kinh doanh thì lưu ý cái cơ cấu căn hộ để mình tư vấn cho khách hàng ngay từ những lần đầu tiên á, để khách hàng lựa chọn cái căn hộ 2 hoặc 3 phòng ngủ. Thì khi mà chuyển qua cọc chính thức thì khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. Để hình thành tất cả những cái tiện ích nổi bật cũng như là chi tiết và thiết kế từng chi tiết của dự án thì chủ đầu tư dự án Celesta 2 thì chủ tư đã chọn những cái đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc, thiết kế cảnh quan, tư vấn thiết kế nội thất rất là nổi tiếng. Tư vấn thiết kế kiến trúc và chủ đầu tư chọn đơn vị IDAS là đơn vị thành lập năm 2002, trụ sở tại Hồng Kông với rất là nhiều cái cơ sở, rất nhiều cái văn phòng trên toàn thế giới. Và một cái điểm nữa là mình chọn một cái đơn vị thiết kế cảnh quan rất là nổi tiếng, được thành lập năm 1986 là công ty Bell Collins. Tập đoàn Bell Collins là có mặt rất là nhiều trên hầu như các quốc gia trên thế giới và có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế, tư vấn thiết kế cảnh quan. Thì từ ngay từ cái ý tưởng ban đầu nhờ Bell Collins mà đã thể hiện được những cái mong muốn của chủ đầu tư đến cho toàn bộ cảnh quan, quy hoạch cảnh quan, những cái cây xanh, chi tiết của toàn bộ cái cảnh quan của dự án Celesta Heights. Và thiết kế nội thất đó là công ty Ong & Ong. Ong & Ong không đơn thuần là thiết kế căn hộ mẫu, nội thất căn hộ mẫu ha, mà Ong & Ong tham gia thiết kế nội thất tất cả các tiện ích trong nhà. Ví dụ hồi nãy mọi người có thể thấy là phòng chơi trẻ em trong nhà này, các cái phòng chức năng karaoke, phòng chiếu phim, phòng sinh hoạt chung, cũng như là cái phòng tập gym, cái phòng tập gym, tất cả những cái thiết kế nội thất của tất cả các phòng chức năng đều được công ty được đều được tư vấn thiết kế bởi công ty Ong & Ong theo cái ý tưởng từ ban đầu của chủ đầu tư. Dự án Celesta Heights là chủ đầu tư là được hợp tác bởi tập đoàn Capland và công ty Phú Long, là hai hai tập đoàn Capland và công ty Phú Long ha. Thì nếu khách hàng có thắc mắc về chủ đầu tư là ai thì mình cũng có thể giới thiệu Capland và công ty Phú Long. Đây là một cái dự án hợp tác giữa hai đơn vị.